xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ngày hôm nay đông đủ quá, đông đủ quá, trời ơi. Ôi, lâu lắm rồi tụi mình mới quay Minecraft chung đúng không mọi người, đúng không vậy? Trời ơi, mọi người biết không? Vô hôm đây á, tự nhiên tôi nhìn skin của Kai, nhìn skin của Sam, của Sim, tự nhiên tôi thấy nhớ quá, trời ơi. Wow. nói gì nữa nhở? Lâu quá không quay Minecraft, lâu quá không quay Minecraft, Kai ra không biết nói gì hết Kai. Không biết nói gì hết, ok, bạn nào mà muốn tụi mình quay Minecraft nhiều nữa là giúp cho video của 4 đứa một mình 10.000 like. Đúng, 4 đứa một mình 10.000 like nha. 10.000 like các bạn có bay rồi đó, 3, 2, 1, 10.000 like là có tập 2 nha, tập 2 quay chung nha. Yeah. Ok, thì nói chung là hôm nay 4 tụi mình sẽ xây nhà, gọi là chúng ta Sim với Kai sẽ xây nhà của bé dâu, còn Phong với Sam sẽ xây nhà của bé đâu để solo xây nhà của cưng nha các bạn. Content hấp dẫn đó. Wow, rồi giờ chọn chỗ đi. Rồi giờ chọn chỗ hả? Tôi sẽ chọn. Ủa, bên này sao chỗ bên này bị nổ rồi? Ai làm rách cái này? Ủa, ai vậy? Ông nào quậy quá vậy? Cho tôi hỏi là giờ mỗi người xây một con hay là hai người xây một con vậy? Mỗi người xây một con. Bây giờ chị xây đậu, em xây bo, xây dâu đó, xây con thú hả? Là mỗi người xây một con luôn đúng không? Rồi. Vậy là bây giờ là tôi xây con đậu đúng không? Đúng rồi. Ok. Nhà không có ai, ông xây con đấy thôi. Chúng nhà tôi xây dâu rồi, tôi xây bé dâu rồi. Ok. Bảo đảm luôn nha là đăng video lên sẽ có bạn vô comment là trời ơi, thấy ông xây bé dâu với bé đậu chứ có chịu xây bé bông, bé cam với lại bé mưa đâu. Ghét bé mưa rồi. Mấy bạn sẽ kiểu gì đó. Không. Gọi là gì ta, ghét hai con thỏ nữa. Trời ơi. Có thỏ nữa. Ồ, Kai có đuôi thỏ ta. Ồ, Kai không có thỏ. Mấy bạn nói sao á. Chứ thật ra tụi mình là thương biều hết bốn đứa nhỏ. Mấy bạn nói gì kỳ ghê. Đúng rồi. Trời đất ơi. Nói bạn, nhưng mà mình đã đuổi hai con thỏ về nhà rồi. Sao mày nói vậy? Trời ơi. Không sao. Ý của Kai mọi người là Kai cảm thấy là mình không có hợp nữa nên Kai chạy về chủ cũ nghe nặng nề quá à. Kai xin vì cố gắng bào chữa Kai, cố gắng nói ra. Trời ơi. Ok. Thì bây giờ nhân danh chủ nhân của những thẻ bài thì hôm nay là tụi mình đã có cái clip gọi là xây bé bông bà lộn bé gì ta, bé dâu với bé đậu đúng không? Thì mỗi người trên chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi đi liên quan đến đậu với dâu được không? Đó. Ok. Wow. Để xem qua chúng ta có hiểu thực sự là chủ nhân không? Đó, sao nghe hấp dẫn quá vậy? Chứ sao rồi bây giờ mỗi người xem sẽ boy về sự thật về bé dâu hoặc là bé đậu rồi Sim nói trước rồi. Ok, nói chung là bé dâu có một cái tật mình dạo này mình để ý luôn. Thì mỗi lần á, em mà đang ngủ thì bé dâu sẽ nhảy lên giường em và cắn tóc em. Thật sự nó thích cắn tóc em luôn. Đấy, trời ơi, kiểu như tóc mình là cái gì á. Nhỏ cứ ăn, nhắn, chị Sim ơi, dậy cho em ăn, Trời ơi, nhỏ cắn tóc mình hoài luôn á. Trời ơi, tuyệt tình á. Mình kể với các bạn, mỗi lần mình thức dậy là dâu sẽ chạy tới chỗ mình trước và cắn tóc mình, kiểu kêu mình dậy kiểu kiểu vậy mọi người đó, đúng như vậy luôn đấy. Còn ông Kai ngủ sao hôm qua ông Kai gọi là kiếm sao kiếm tôi hoài vậy bé dâu, trời ơi là trời. Hoặc là có thể là bé dâu thương mình hơn và có rồi. Kai mới có, Kai mới biết cái sự thật này nè, đó chính là bình thường dâu nó sẽ gọi là đi vệ sinh đúng chỗ đúng không các bạn, nhưng mà dạo này mình hay cho dâu vô gọi là người ta vô nhẹ vô phòng mình chơi, cái sau đó là nó biến cái phòng của mình thành cái nhà vệ sinh của nó luôn rồi. Trời ơi, ủa đó là sự thật. À là sự thật bất ngờ là dâu tựa cái phòng cây là cái nhà xí. Đúng rồi. Oh my god. Chứ tại em tưởng cây là bạn của nó đó. Nghĩ vậy chắc vậy. Đó là sự thật về bé dâu. Còn bé đậu, sự thật của bé đậu đầu tiên là hiện tại nha bạn, một sự thật rất bất ngờ, bây giờ con cún nhà mình, con chó nhà mình không ăn đồ cho chó nữa, bây giờ ăn đồ cho người thôi bạn. Là sao? Là bây giờ bé đậu không ăn pate, không ăn hạt nữa, bây giờ tôi nấu cái gì nó mới ăn nha. Chứ bây giờ đồ ăn hạt mà cho chó là không ăn luôn, ăn như con người. Là tôi ăn gì là con đậu ăn đấy. Trời đất ơi, thấy nó mệt quá không? Con đậu bây giờ nó kén ăn lắm. Trời ơi, nó ăn là nó tàn gọi là ăn pate uống xì tin không à. Ô, cậu đang xây gì đấy cậu ơi? Tớ đang xây cookie các bạn. À, cậu đang xây cookie à? Ôi, nhưng mà bây giờ tớ phốc sốc như nào hết rồi. Ủa, xì tin cậu kéo tớ lên đây vậy? À, tớ kéo lên đây để qua học hỏi coi là cậu xây như thế nào. Thôi, cậu kéo xuống tớ xuống dưới tớ nói chuyện chị em đi cậu. Hai ông kia làm cái gì tớ gian diêu diêu mập mờ đó. Trời ơi, Phong đang xây cái tiện cây kéo Phong lên trên phòng ở trên với cây nói chuyện với Phong mình. Trời ơi, cách biệt có tại vì Kai không biết xây, tại vì Kai không biết xây nên là Kai định học hỏi kinh nghiệm cha chưa. Ủa là cái sự thật đó là cái gì? Sự thật, biết cái sự thật đi rồi. Không biết sự thật. Sự thật gì? Sự thật gì? Ủa
Ủa tôi tưởng hai người định sự thật với đậu là cái gì? Tôi tưởng hai người lên bàn. Mọi người phải nói một cái sự thật chứ. Nè, tới phong cận đó. Không à, tôi thì bình thường bé đậu của tôi là cũng ngoan lắm, cũng dễ thương lắm. Nhưng được cái là nó hay đi toilet ở giữa nhà, mà nó đi toilet không phải đi bình thường nữa. Nó đi toilet xong đầu lấy chân nó chạy ra. Nó chùi. Nó chát giống kiểu như là nó múa tí quyền, cay hiểu không? Nó múa tí quyền, nó đứng nó cầm hai cái cục xít trên tay của nó. Quẹt, 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 quẹt. Ghê vậy. Ghê quá, đúng rồi. Ghê vậy. Là chung là lửa vậy luôn hả? Đúng rồi, bây giờ là nó gọi là thành nghệ nhân vẽ tranh bằng gọi là xít đó, đó. Xít ok. Tôi từ nhà dưới mà còn ngửi thấy mùi nhà trên nữa, trời ơi. quá trời đất luôn. Rồi ok, rồi còn sự thật gì không? Rồi Cai nói đi, chủ nhân thì cũng phải nói rõ luôn. Cai thì nói chung là dạo này là Cai có cái sự thật này là sự thật về Cai chứ mà giờ đâu nữa đó là đang nói chuyện tiên sự thật về Cai là sao? Không biết đó chính là lúc mà mình mới nhận nuôi dâu về á là mình gọi là người ta cưng lắm các bạn, cưng lắm, nhưng mà dạo này mình thấy dâu hơi láo các bạn à, kiểu gọi là dâu láo lắm, cho nên là mỗi lần mà dâu cắn vô tay mình là mình sẽ tát cái mông dâu một cái. Nói chung thì các bạn, cái này không phải tụi mình gọi là gì ta, đánh gọi là bé bé, mà cái này gọi là người ta huấn luyện các bạn ơi. Các bạn cũng không nên quá chiều bé bé thú cưng, không bé bé thú cưng sẽ rất là lì lợm đấy các bạn nhớ nha. Mà tát nhẹ thôi đúng không, tát cho vui thôi. Đâu đúng không, tát bay lên trời luôn mà. Vậy này bạn đá người ta bay lên trời chứ bạn tát gì bạn. Nhưng là Cai nói giỡn thôi đó, nói chung là Cai luôn đóng giả là ác quỷ các bạn. Còn tôi lúc nào không sim đừng có biện hộ cho Cai. Cai là ác quỷ, đừng có giả làm ác quỷ gì hết trơn á. Sim đang biện hộ Cai đúng không? Biện hộ liên tục luôn. Mình không có thương dâu đâu, mình là ác quỷ đó, mình ghét dâu lắm, gặp là đánh. Rồi sim cạn lời luôn, không biết nói gì nữa. Gia đình này sao mệt quá vậy? Rồi sự thật đi sim ơi. Có một cái sự thật dạo này bé dâu làm nũng rất là đáng yêu. Mình về đó chính là tại sao lúc á mà mình để bé dâu vào chuồng á, lúc đấy bé dâu á sẽ muốn ra ngoài chơi, thế là bé dâu có một cái chiêu đó là chắp tay xông lại mình kiểu ơi cho con đi ra đi mà. Nó là bé dâu làm vậy luôn, là đứng lên cái thành xong chắp hai tay xong ngồi lại vô luôn, biết không? Tức là mấy cái clip mà mấy bé cún mấy cái bé mèo lại đúng rồi, kiểu cho con ra đi kiểu vậy luôn. Mọi người mình kiểu ủa là sao đây, trời bây giờ ông tướng còn biết gọi là làm nụng cách chắp tay luôn hả? Trời ơi là vậy luôn á. Trời ơi dạo này có gì trời nhỏ, giờ này không có gì trời. Ủa phong con đậu của Phong nó có biết chắp tay không? Không hả? Con đậu của Phong à, con đậu của Phong là nó cắn thôi à, nó đói là nó cắn thôi chứ nó không có chắp tay, hiểu không? Kiểu như là đang ngồi nó cạp vô chân cái nó bắt lấy đồ ăn cho nó kiểu vậy. Đúng rồi, đậu láo lắm các bạn ơi. Dâu tới đó thật là dâu thì nó hơi dữ đó, mình dữ nhưng mà nó vẫn dễ thương. Mà còn đậu nó láo lắm, nó vô nó vừa xé còn dở mình ở bạn đây là vợ mình, nó xé tan mạch. Nó xé mà nó rách luôn ơi, quá trời. Nó cắn mình, cắn mà rách cái con dở mình luôn, mà không biết mình làm gì sai nữa. Trời ơi trời. Cái gì mà dữ vậy? Dữ lắm, trời ơi, nuôi nó là trời ơi, áo rồi quần rồi là đồ đạc là rách hết. Đó, ngứa răng. Tức là chó của Sim có ngứa răng không ta? Tới bây giờ có ngứa răng không? Cũng có, nhưng mà bé chỉ cắn ở cho vui thôi chứ không có phá, không phá được vì quá nhỏ. Đấy, nói chung là bé cũng không phá được. Đấy, từ từ Sim bây giờ mình thường bắt phốt đi em. Chị nghĩ là bây giờ bắt phốt đi thường thường á. Bây giờ câu hỏi thì chắc nó cái gì mà thắc mắc là hai ông này làm gì mà ám vậy? Thấy mắc cười thôi, thấy mắc cười thôi. Cái gì đó? Mắc cười cái gì kệ thôi. Không biết cái gì. Ok rồi, bây giờ có câu hỏi này, có một bạn fan đó vậy đơn, nó hỏi ai cũng thắc mắc với anh chị luôn. Câu này mình nghĩ là câu này là sẽ hơi bị gây rạn nứt tình cảm gia đình nè. Câu này rạn nứt gia đình nào? Ok, từng người trả lời thật lòng nha, không nói dối nha. Câu này có người hỏi thật đó. Cho em hỏi anh chị là trong là chị ta giữa chị Sim là với anh Cai với là chị ta chị Sa Văn Phong, ai là người chăm bé đậu với bé dâu chăm nhất? Đó, chăm yêu thương của là đó. Câu đó là cái câu này. Trời ơi, tất nhiên là Phong rồi. Tại vì là Phong lúc nào cũng cho đậu ăn hết trơn. Cái Sammy không bao giờ cho đậu ăn hết trơn á. Phong là người chăm đậu không? Trời ơi, tôi là người cho ăn mà. Tôi mới đâu ăn cháu nhỏ. Trời ơi, bình thường là Phong nấu không à mấy bạn ơi. Phong nấu bình thường là Phong nấu không à, hiểu không? Trời ơi,
không còn mua hộp vịt cho đậu ăn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi thấy mọi người gọi là phụ hết trách nhiệm giờ. Ồ, gì phụ hết trách nhiệm gì, người ta đang là người đang làm tròn trách nhiệm nhất cả nhà luôn á chứ. Trời ơi, ủa ông cũng phải gọi là gì ta, cũng phải san sẻ công nghiệp. Gọi là hai, tính là ông trả lời kỳ. Rồi thôi vậy. Ủa sang tờ cây. Tự nhiên không, mình là người chăm lo cho đậu nhất, xong cái tiên hai bà này nói hồi cái mình thành người xấu luôn bạn. Đúng rồi. Mình là mình ghi nhận sự cố gắng của bạn nha, ngày nào bạn cũng cố gắng, bạn gọi là gì ta, cho dâu lộn cho đậu ăn này nọ, còn mình thấy Sam đâu làm gì đâu, mình thấy Sam chơi thôi. Ông đậu nói gì vậy? Tào lao quá à. Sao? Trời ơi, chị nè, đây chị sẽ kể nhân chuyện chị làm nha. Ok, tắm cho đậu. Bông vẫn chưa tắm cho đậu. Tôi là người tắm cho đậu hai lần rồi. Trời ơi, tức quá. Oh. Tức quá. Trời ơi. Quá trời tức luôn. Rồi bây giờ đến nhà Sim rồi. Dạ, ok, dạ. Thì nói chung thì cái này á, cái này là mình nói thật, là thật ra á, mình với cay đúng, cay đúng, hai đứa chia nhau rồi sao tức là ê, 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 không có ra, không có ra, có ra, có ra nè. Đây cay phân tích cho Sim nè. Bình thường Sim có để ý là buổi sáng ơi, buổi sáng Sim ngủ dậy là Sim sẽ thường thấy cái sự mất tích của cay không, là cay lau chuồng cho con dâu, sau đó là cay cho nó ăn đồ ăn, sau đó là cay sẽ lau. Sim có để ý là cái chuồng con dâu đó là cũng sạch rồi, cay lâu chứ ai. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì ra chuyện đó, gì đúng đó. Đừng cay có dọn phân, đừng có dọn chúng phân ta ở đây. Đúng rồi. Nói chung á, về phần chăm bé dâu thì mình công nhận là cay chăm gọi là kỹ hơn mình. Đấy, mình hơi gọi là gì ta. Hơi gọi là không có chăm biến. Được. Hơi lười biếng xíu, nhưng mà tôi vẫn... Ê, nhưng mà lúc mà bé dâu khóc thì tôi cũng ra dỗ nha. Chứ không phải là tôi... Ôi, nặng quá à. Nặng quá à, ra dỗ con chó khóc hơn mà nặng quá à. Nặng quá à. Không, cái này là giỡn đó nha các bạn. Cái này đang là giỡn đó nha. Đang cho nhau chọc nhau thôi nha. Chứ không có phải là cãi nhau gì đâu nha. Bạn ơi, bạn đừng edit TikTok mình nha. Bạn đừng edit TikTok Kairon gọi là... Ý cay là Sim không có thương bé dâu hả hay sao vậy? Ủa, cay có nói câu đó đâu. Chưa hề nói câu đó luôn á. Đó. Đánh cháo khái niệm mà. Cái này vậy rằng đứt tình cảm á. Nói chung là mình chỉ muốn nói là cay, nói chung là về cay với mình thì cay có vẻ chăm bé dâu kỹ hơn mình đó. Mình chỉ là không chăm kỹ bằng cay thôi, nhưng mình vẫn có chăm nha, chứ vậy là không chăm nha. Đó, nói chung là câu trả lời gọi là thích đáng nhất cho cái câu hỏi này. Đấy, ok. Trời ơi, còn tôi bị oan nha mọi người. Bị oan nha. Mình thấy Phong chăm kỹ hơn. Trời ơi, cay ở dưới gầm giường Phong hay gì vậy? Trời ơi, cái ông người ngoài ta thấy vậy luôn mà. Đừng rồi đi. Mấy người nói gì vậy chị, tôi cũng chung cực khổ chứ mà. Cây ơi, mình cùng chung tòa nhà, chị lên chị bấm cửa chuông cây liền đó cây. Trời ơi, cái này người ta chỉ đang cho anh thôi, nó dốt dốt thôi mà làm gì, nói nặng quá gì. Trời ơi, mấy người nói vậy là tôi bị edit TikTok bây giờ. Rồi, biết rồi, hỏi bạn được edit TikTok nha các bạn. Tức là chị là gì ta, just for fun thôi nha. Tức là chị là hài chút thôi. Em mà sao chị cũng sợ quá ta. Những lúc mấy ông lại bị edit TikTok với em, chị sợ ghê. Ê, mà tôi công nhận nha, đoạn này tự nhiên không hiểu sao lúc trước mình xây rất bình thường, nhưng mà bữa nay chị xây đẹp, tại biết không, mình có battle rồi không. Mình có gọi là đang thi xây với nhau nên chị thấy chị xuống xây đẹp á. Đó, tôi không biết tác phẩm mọi người sao. Nói tác phẩm tôi hơi bị đẹp á, hơi bị viral. Mà không biết là trong video này ai sẽ xây đẹp nhất. Các bạn đừng quên xem qua, xem đến cuối video để xem có tác phẩm ai đẹp nhất mà comment phía dưới nha. Chứ tôi cũng hơi tự tin á. Ok, em cũng khá là tự tin á. Rồi, như là có một câu hỏi cũng có rất nhiều bạn hỏi mình luôn, tại vì có rất nhiều người thắc mắc cái câu này. Chị thấy rất là nhiều người luôn, đó chính là cái câu cho em hỏi ý nghĩa của bé dâu, tên bé dâu và bé đậu ạ. Trời ơi, còn rất nhiều người hỏi luôn. Nên là bây giờ mình sẽ cho từng cá nhân trả lời coi thực sự cái ý nghĩa đó tên gì. Ok, rồi ai cũng trả lời chưa? Cho Phong đi. Cái thấy lúc đầu phần nhận nuôi là Phong cứ khăng khăng đòi đặt tên đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà thật ra là nếu bạn không biết là đoạn đầu mình không định nuôi chó đâu, mình nuôi mèo đó. Nhưng mà Phong rất muốn nuôi chó nên là ok, có định cho Phong trả lời đầu tiên là sao là đặt tên đậu và muốn nhận nuôi bé đậu. Thì mới đậu đến shop á bạn, thì bé đậu rất là dễ thương. Bé đậu nhảy vô trong túi của Sam, bé đậu nằm trong túi của Sam luôn đó, cho nên là Sam với Phong thấy dễ thương quá nên là Phong mới kiểu năn nỉ Sam. Không kiểu là thôi Sam ơi, nuôi mèo á, mèo kiểu sao ta, trước mình có nuôi với bông với cam rồi nên là thôi mình nuôi đổi qua mình nuôi con khác đi đó. Xong đầu Sam
cũng thấy con đậu dễ thương quá cho nên Sam quyết định chốt con đậu luôn đó. Và lý do mà Phong đặt tên bé đậu là đậu là bởi vì là Phong thấy tên đậu thứ nhất là nó dễ đọc. Đó. Thứ hai là đậu nghe nó cũng dễ thương, kiểu hạt đậu á bạn. Đó. Thêm là con đậu nó có cái màu, nó có cái hình dáng của nó nhìn giống hạt đậu phộng nữa nên là mình gọi nó là đậu luôn đó. Ok con. Ghê không cay? Ghê. Môi đi. Ok, còn thực ra là nếu mà không biết thực sự là xém tí nữa mình sẽ nhận nuôi mèo nha, không có bé đậu luôn nha các bạn. Xém tí nữa luôn, xém nữa là sẽ không có đậu luôn. Tại vì thực ra mình muốn nuôi mèo, tại vì mèo sẽ khá là dễ nhận nuôi, nuôi rất là dễ. Tại vì sao? Mèo đi vệ sinh hay là đi toilet đều đi vào cát, nên là mình rất là thích điều đó. Nên là rất là lợi, rất là chỗ, không có đi xa chỗ. Nhưng mà tại vì mình cũng muốn thử trải nghiệm nuôi cún như thế nào, nuôi chó. Tại vì mình chưa bao giờ nuôi chó, đang biết. Mình sẽ thử nuôi. Okay. Người ta đang phát biểu một cười gì vậy? Cái gì đâu? Cười gì, cười nhiều vậy? Tôi đang phát biểu thật lòng, hiểu không? Không có cười hết trơn vậy chưa? Đó, ok, thì trở lại với chương trình thì đó là cảm nhận của mình khi để nhận nuôi đầu. Tại vì là từ phong luôn, còn lý do và cái tên đầu ra đời thì mình không có ý nghĩa nhiều như nó lắm. Tại vì thật ra là đầu mình đặt tên trà sữa, trời ơi, tiếng chó được tên trà sữa. Mỗi lần gọi kêu nó mỗi lần gọi trà sữa. Vậy khó. Trà sữa ơi, tới uống trà sữa. Đúng rồi, mình thích đặt tên trà sữa tại vì là đậu dễ thương. Nhưng mà tại vì thấy là tên hơi dài quá nên là mình quyết định đặt tên đậu theo Phong nha. Đó là ý nghĩa của tên đó là từ Phong nha, là một hoạt đậu. Làm gì vậy? Không có gì đâu. Quá dễ chịu. Và gì đâu. Sắp xong cho mọi người, xong rồi nha. Ui mưa luôn kìa. Rồi câu hỏi cho câu hỏi kết cuối nha các bạn. Rồi còn Sim sao bây giờ? Bây giờ thì dễ thương nha. Thì nói chung á là nếu các bạn không biết thì thật sự á, mình suy nghĩ á, mình chỉ cần nhận nuôi bé cũ nữa thôi, mình sẽ chắc chắn nhận đặt bé tên Dâu. Bởi vì sao? Các bạn biết cái trend TikTok gọi là gì ta? Anh đặt nhẹ bỏ Dâu một mình, tức là mình lại lấy ngay cái tên Dâu luôn. Vì mình thấy mình rất thích cái trend đáng yêu này, mình cũng thấy là bé Dâu cũng khá là đáng yêu mọi người, nên mình cũng sẽ có định dùng cái tên đấy. Là có nghĩa là Simi đặt tên bé Dâu theo trend TikTok. Đúng rồi. Đúng rồi. Các bạn không mà chỉ công nhận thấy cái tên Dâu nghe dễ thương không? Cũng dễ thương. Nhưng mà khoan, từ cái này mình sẽ dành cho các bạn fan. Thực ra có một sự thật á, tên Dâu với Đậu có liên kết với nhau nên các bạn ghi chữ Dâu với Đậu mà không bỏ dấu vô đi thì hai đứa cái đồng âm nó y chang nhau luôn. Đấy. Tôi mới phát hiện ra luôn, kiểu ôi sao lại trùng hợp như vậy nhờ. Trời ơi, tính ra cái này có duyên á. Có duyên không? Gây, vô tình thôi, vô tình thôi. Thì vô tình cũng hay chứ bộ. Rồi, ok, đó là ý nghĩa của bây giờ. Còn cái Ron sao? Cái có ý nghĩa gì với tên của bây giờ không? Hay là... Ai biết, thấy đại đặt hay. Ủa, vậy trời. Ủa. Ghê đúng không bạn? Ôi, chủ nhân của một bé Dâu dễ thương đặt vui. Mất cười quá không? Mất cười quá. Đầu mà nghe được là Dâu mà nghe được Dâu buồn đó. Cái không sợ hả? Dâu nghe được Dâu buồn á. Cũng muốn đấm ông nội ghê á. Xong chưa? Trời ơi, để bắt đầu đến phần review nè, lâu quá à. Được. Xong rồi. Rồi, từ trang trí nhà cho mọi người xây nhà cho mọi người trang trí đồ không vậy? Trời ơi, phải trang trí nữa. Trang trí nhà. Ủa? Nữa xây nhà không trang trí đỏ đâu. Trang trí nhà mà, mấy ông nghĩ gì vậy? Cái nhà rồi cho quá, ai nữa. Phiền quá. Trời ơi, xây nhà cho cún mà xây sao phiền. Trời ơi, xây nhà cho mình đẹp, xây nhà cho cún thì xây ở đờ mà, thấy không, xây cho có đúng không? Trời ơi, có đâu có thiên đâu, có đâu, đang xây đèn quen nè. Nặng lắm. Từ một cái câu nói đó về chứng minh biết sao các bạn, có nghĩa là chị em tôi xây rất là kỹ, rất là yêu thương bé Dâu. Đó, đánh trao khái niệm á. Ủa chứ sao, trời ơi, tôi thương quá trời luôn mà. Rồi, ủa Sim sắp xong với em, chị là chị sắp xong rồi. Em là xây thêm cái bãi cát cho bé Dâu rồi là xong nè. Rồi, tôi là bây giờ nhát đồ chơi vô là xong rồi, ok. Em cứ nghi là hai ông này copy paste tác phẩm của em vậy ta. Trời ơi. Nghe mà nó buồn luôn á cay. Nó ức. Không, hồi nãy em nói em chị nghe em có tác phẩm em cứ nhìn vậy á. Phong biết xây mà, Phong chỉ biết xây mà. Chứ cay. Trời ơi, Phong biết xây hay không? Sao nghe Sam nói không? Cay quá mọi người, nghe nó nhục quá. Không, tự nhiên hồi nãy em thấy Phong biết cay qua chỗ em nhìn. Người ta xây xong rồi, người ta bay vòng người ta đi chơi đó. Ai thèm đâu mà. Ai biết, xin lỗi đừng giật mà. Sim làm, tác phẩm Sim đẹp. Giận lắm á nha. Giận lắm á. Nói nữa là thoát game luôn á.
Ôi nhìn, ê, nhìn đẹp nha. Cái này mình lấy ý tưởng từ Sim nha. Cái này là lúc trước Sim có xây, mình cho cái vòng vòng vàng đó. Đó, chất chưa? Nhìn đậu chất quá. Rồi xong rồi, xong rồi đi, xong rồi nha. Rồi xong nha mọi người. Xong rồi. Nghe giọng một người lạ quá vậy. Ông không hiểu gì hết trơn, anh cười. Rồi xong rồi nha. Rồi ok bạn ơi, mình cũng xây xong rồi nên là ok. Rồi. Cảm ơn. Rồi ok, giờ chấm điểm nha mọi người, chấm điểm nha. Rồi ok. Rồi mình tập hợp đi quý vị ơi, tập hợp đi. Rồi vô nhà trước, rồi vô nhà trước nè, giờ vô nhà trước nè. Vô nhà Sim trước đi, vô nhà Sim trước đi, Sim trước đi. Ok. Đầu này có cái gì dài rồi chứ. Xin chào mọi người. Đây. Ngôi nhà bình thường, bình thường. Để em giới thiệu. Trời ơi, có cục gì đây nè, cái có cục gì đây nè. Ôi ôi, ấy em mình dặm chúng rồi. Mình dặm chúng rồi, ghê quá. Trời ơi, ok thì nói chung cái giờ đầu tiên mới chính là cái chỗ mà vui chơi của bé, bé dâu chứ đầu tiên là có cục xương, thật sự là bé dâu nó thích nhặt cục xương gọi đồ chơi đó. Ok, và tiếp theo là cái chỗ đi đẹp quá. Đó. Thì trong này có một bé dâu vừa làm bãi đó, nhưng mà tại sao mình lại là thực tế. Nếu bé dâu mình đi đúng cái chỗ gọi là vệ sinh á thì thật sự rất là tốt luôn. Và đây mọi người, lương thực của bé dâu rất thích ăn và chỉ bé dâu cực kỳ thích ăn trái cây và thích ăn các loại thịt như là thịt bò, thịt heo và thịt gà. Đấy, ok. Ok. Và tiếp theo đây chính là bé dâu Green. Ôi nhìn tưởng con gấu tuyết cái cây. Cấu đâu? Cấu bé dâu mà. Và cái gì ta, bé dâu có mầm cây giống mình nhưng đây là mầm cây màu hồng. Na na. Trời ơi cây ơi. Bé dâu bị xích cổ nè. Trời ơi sao ác độc dữ vậy. Nè bé dâu bị xích cổ nè. Nè nó xích cổ lè lưỡi luôn. Cái thấy không, nó lè cái lưỡi ra. Đấy, ok, đó là vòng cổ. Rồi okay, đẹp nha. Thấy gọi là cái tác phẩm gọi là Sim xây nhà cho bé dâu được bao nhiêu. Wow vợ có nhà, đứa vợ có nhà. Chúng ta cùng đến với tác phẩm của bé đậu thúi của tôi. Ta đầu này bé bình đậu thường, mang trên một cái áo dép màu vàng. Ủa con này là con bút đồ hả? Không, con này là con đậu, đậu bạch thúi, đậu này đậu vàng. Ừ, cái nói hồi xưa mình thấy nó giống giống cháu bất cái cây. Cháu bất mất gì? Cháu bất xị trời không? Con này là con đậu nhà mình, con đậu vàng đó, kêu mọi người thấy không? Đó thì đây là hình ảnh đầu. Còn bên trong đây mọi người vô wow, đây là con đậu nhà mình nhà. Nó trong suốt luôn mấy bạn ơi. Đó, nhìn xuyên bụng nó xuyên thấy cái bao tử luôn rồi. Đây giờ vô nhà đậu, đây là chỗ đầu ngủ nha. Đó wow. Chỗ bé đầu ngủ nè, đồ wow. Ăn của đậu màu vàng nè, đồ chỗ này đồ chơi nè. Ôi mọi người, wow. Mọi người kêu gì vậy? Wow. Wow. Đừng có rất nói. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thật xinh đẹp, quá đẳng cấp. Thiệt không biết cái gì á. Ok bạn đừng có trách nhiệm cho nhà của đậu của Sam bao nhiêu điểm, đừng quên comment nha. Trời ơi chấm đồ cao vậy mấy ông. Rồi trời ơi tôi cho tầm 8 điểm thôi. Trời ơi con. Rồi bây giờ tôi tác phẩm của Kai nha. Tác phẩm của Kai. Rồi rồi qua đây qua đây qua đây qua đây. Rồi lên đi anh cho tụi mình. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá bạn ơi. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Phải nói đây là một gọi là con bé bông không thể nào có thể sai được. Nó đang ngậm trái dâu kìa đúng không? Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Y chang luôn. Quá đẹp. Đây để tôi giới thiệu cho các bạn nha. Các bạn đang thắc mắc là tại sao nó có mấy cái lông xù xù rồi đúng không? Thì đây là con chó phốc sóc. Sau này lớn lên cái lông của nó sẽ xù giống vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cây ơi, cây ơi. Nó giống sông trùng quá vậy. Phạm. Nó sông trùng trời. Trời ơi, hình con người ta đẹp bao nhiêu. Xuống đây nhìn như sông trùng vậy đó. Trời ơi, gì đây, SCB sông trùng rồi. Phải đẹp fit đi. Rồi, rồi. Bạn nào thích tiết phẩm của tôi là nhớ chấm điểm bên dưới nha. Ủa, xin công hả? Đây nè, đây nè. Phong với Kai là một đôi bạn thân. Cho nên là hai con cuốn phải là một đôi bạn thân luôn. Tuyệt vời Phong ơi, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đây là bé đậu với một cái lưỡi siêu dài. Lưỡi con rắn luôn nha. Oh my god. Oh my god. Cười. Cười dữ vậy? Ơi, con này con SCP chứ con đậu gì trời ơi. Đi đi. Tôi chịu rồi, trời ơi. Thường mà ta. Thường.
đẹp mà. Từ từ để tôi phải kêu đậu ra. Đậu ơi con, phải con không con? Đậu ơi phải con không? Đậu là đậu chứ ai? Trời ơi đây nè đậu nè, thấy không? Nè bị cục cái đuôi nè, y chang đậu nè. Trời ơi mưa luôn má ơi. Trời ơi bọn mình xây đẹp quá, ông trời khóc luôn cây. Đúng rồi, ông trời wow. Kiểu như là ông trời khóc vì bọn mình xây đẹp quá đó. Ờ không có tin được. Trời ơi, cái mình gì? Nói cái ông trời đánh sấm sét luôn kìa. Trời ơi. Ok ok thôi rồi, bây giờ khoan từ, Phong với Kai là chơi đúng luật đó, các bạn hiểu không? Bọn mình chơi cực kỳ đúng luật, cho nên là bọn mình còn xây thêm cái nhà đây, nhà của Phong đây. Đi theo Phong. Đây nè, cái chỗ này cái chỗ mà mình xỉu khóc luôn hả Sim? Bình tĩnh nha Sim. Đây nè, mọi người mời mọi người vô. Đây là cái nhà mình đã xây bên trong đó, có chỗ ngủ đàng hoàng, tủ quần áo cái kiểu luôn đó, thấy không? Quá chuẩn. Này nước gì đây? Cái này á, cái này là cái rúng của con đậu. Sim khóc. Sim cười. Được rồi. Thôi mình kết thúc video tại đây, mời tí nữa Sim xỉu á. Tuyệt vời chưa?